Đây nhá các bác, cứ bảo là không chặn không đốt không dìu nhá, trái không lớn được. Đây, chuẩn bị cắt đến nơi rồi kêu không lớn được. Đấy. Được không các bác? Được không ạ? Đấy, cây này đây cho họ xem đọt. Không chặn không đốt không dìu. Được không bác? Lá ổn áp, trái ổn áp. Quay thêm một vài cây cho cô dì chú bác xem. Đây. Đây. Không chặn không đốt không dìu. Ui, nhiều trái không? Đây là hàng của ông Khánh. Đây là hàng của ông Khánh. Đây là hàng của ông Khánh nha các bác nhá. Không chặn không đốt đúng đó. Không dìu không chặn không đốt. Đúng rồi. Đây giống giống quy trình của Tém Nông nghiệp Tây Nguyên. Phỏng vấn chị tí đâu? Ông không chứng biết nói đó, ông không phỏng vấn thôi anh thấy. Phỏng vấn anh chị đâu? Anh thấy nói chuyện giá với chị cả mình đi.